mình thấy sao? Hello ông bà cô chú kìa, Charlie. Hello mọi người. Đi ra đập hộp cái lều với cái chuẩn bị đi cắm trại. Đập thông. Giới thiệu với ông bà cô chú, cái này là cái lều với lại cái sleeping bag. Cái mền nó ngủ. Cái cắm trại. Nghe lo chưa? Ok, bây giờ bỏ đây. Cái gì? Khui lại khui thôi. Mình review thử cái lều này nó sao. Cái này bữa mua ở Costco nó sale 40-50 đô luôn á. Cái hiệu gì vậy? Hiệu này nổi tiếng nè. Coleman á. Ừ. Hiệu này hiệu nổi tiếng, thường mấy cái lều nó thường thấy hiệu này. Okay. Muốn ngồi đó làm cái gì? Giờ chuẩn bị đó đi mở nha. Quá. Mở chuẩn bị đi chơi không? Nào cười xấu vậy à. Mà mình muốn làm rồi thử. Không, để đi rồi, để đi chuẩn bị để đi mở. Còn không biết làm đâu, để đi làm cho. Đã quá. Đã quá hả? Con chuẩn bị con đi đâu á? Hả? Giờ con ra cái hùm xíu. Chuẩn bị con đi chơi không? Giờ con đi chơi. Giờ con đi chứ. Chơi với ai? Giờ con muốn làm nữa. Làm con không? Làm nghỉ luôn. Đứa nào lì nhất nha. Hái cam không cho lì? Hái cam không? Vô. Có cái lều nữa kìa. Có cái lều mát nè. Ok, giờ đây thì mở. Có cái lều mát nè. Wow. Mở cái lều trước đây. Mở cái lều trước nha. Ok. Con mở cái này không? Giờ tới đây. Ok. Mở cái lều trước đây. Bữa nó sale hả? Còn bao nhiêu tiền quá nè? 100 mấy nó sale còn 70-80 đô. 70-80 đô. Ừ. Mà cái, bữa nó 100 trăm. Cái lều nó nói bao nhiêu người? Lều này lều size medium 4 người. 4 người. Xong nó tặng. Mua cái lều xong nó tặng thêm 2 cái sleeping bag á. Hai vợ chồng với đứa con mới về hả? Để thêm đứa nữa. Cái này mình nói vậy thôi chứ nhiều khi mình đi lúc nào cũng có gia đình thêm. Cái này là cái gì? Cái này chắc cái là cái cái đó là cái sleeping bag á. Sleeping bag nè. Cái này là chồng vô người ngủ luôn á. Thôi. Để gì mở ra nha. Nè nè nè. Mở ra thử một cái thôi. Hỏi mở cái kia hai trái giống nhau. Hai trái giống nhau hả? Ừ, mở một cái coi thử. Quá quá con giỡn nước thằng. Cái gì giỏi, chưa gì vậy thấy làm gì đâu giỏi. Cái gì đây vậy? Ừ. Chuẩn bị đi cắm trại. Cắm trại. Ừ, con đi cắm trại không? Đi cắm trại luôn hả? Ồ. Cái này nó bốn người thì cái lều nó gọn gọn chứ. Cái này lấy ra đồ chút xốp. Nhét được không? Không lấy không nhét được thôi mất công á. Khỏi. Thế sao? Mua cái này đi ví dụ đi biển thì nó cũng gọn gọn dễ cầm, chứ cái lều của chị Trâm to nó bự thì ngủ đại gia đình nó đông vui. Nhưng mà đi cắm gần gần cầm cái lều bự khó. Cái gì cười nó hung lên đó chứ. Đẹp quá. Đẹp không? Wow. Cái gì đây? Rồi mở thùng ra. Đây. Tu cha. Tu cha. Cái này là ngủ êm luôn. Cho Ly đâu nằm thủ. Chưa đi mà băng tành ra. Giờ ồm giờ. Để cầm lên thử. Này nó có cái móc. Này có cái móc. Thử người mình chui vô này nữa. Cái này nó đang móc lại, mở ra. Trời, cái này vô nằm à, ấm êm luôn, ngủ ngoài trời ấm êm luôn. À. Ở bên Mỹ người ta hay đi cắm trại qua đêm ở ngoài thì trời công viên. Nè, chui vô lỗ nè. Ừ. Chui nằm vô. Chui nằm vô. Để nó chui nằm vô. Đó này, chui vô. Chui vô. Chui vô. Chui vô. Nó lì ghê. Bỏ xuống đây. Ngủ trong đó luôn đi. No. Hả? Ở nằm xuống ngủ. No. Chứ sao? Con nằm chơi. Ủa cái này phải bơm ra phòng hơi lên chứ. Ừ. Họ đứng dậy, mở khác. Dạ 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 dạ. Bơm đâu cái này có bơm hơi không? Không biết.
Không, cái này không có bơm hơi. Chứ vậy nó sập lép vậy hả? Nó êm mà. Nó êm không? Êm. Này, nhưng mà nằm dưới này, nằm dưới mặt phẳng, dưới nằm dưới đất cát đâu luôn. Nhưng mà ý kiểu nó ấm, mình không bị gió không? Mình lại mẹ. Hả? Rồi cất gọn nó vô đi. Còn đi đi, đi 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 ra đấy đi. Cất nè, dơ nè. Cả nó mè nãy chút nữa phủi. Nó chui vô đây luôn. Trời ơi thiệt. Kìa, giờ mở cái này. Mở cái lều đó thì dựng lên thử. Ngồi yên nha. Để không? Đây, cái lều đây. Cái lều này chắc cũng dễ cắm, nó là... Ờ đúng rồi. Xếp nhanh đó. Ừ, xếp nhanh cho nên nó cũng thì dễ. Nó làm sẵn mình chỉ bung thôi. Mở ra thử. Quay quay gần cho mọi người xem. Cái gì mà nó cứ chui trong đó hoài he. Nó vô nhà. Rồi tối nay ngủ luôn nha chơi đi. Ở nè, tối mình cắm trại rồi để cái lều ra đây mình nằm mình ngủ một đêm đi. Giờ cắm luôn tối nay ra chơi. Ừ. Ok. Rồi cắm lên luôn đi. Dẫn người xong. Quick set up. Quick set up. Chứ mình trải cho nó rộng ra hai mọi người. Trải cái này cho nó rộng ra hết. Đây là cái cửa của nó. Đây nó có cái hai cái luồng, hai cái cây vô. Đây là cái giữa của nó. Luồng hai cây dài của nó vô. What? Một cây mình luồn vô cái này hả mọi người? Để xuống đó đi. Đi làm. Rồi tiếp theo mình gắn cái cây này nữa ha. Set up rất là mau luôn. Cũng dễ làm, không có gì khó. Cái lều này nó cũng nhỏ nên dễ set up. Nè, né ra. Đưa nó đi. Ủa. Này hép đó đi hả? Ok, thank you. Thank you, Jolie. Anh thứ hai, mình cho nó vô cái bên này nha mọi người. Đây.
Đây. Đây. Ừ. Đây. Đi. Để giữ cái cây này lại mà mọi người nhét vô cái lọ phía dưới hả? Ok. Chưa, tôi tìm té đi vô. Ok, cái này à? Bỏ nhíp ra, đúng rồi. Chơi đây, chơi đi, quá đã luôn, quá đã luôn, quá đã luôn. Căn bản là được bao nhiêu đây rồi? Cái gì lại đây tối ngủ kéo lại. Tiếp tục còn cái tấm này mình định phủ lên đây cho nó khỏi nắng nha mọi người. Khỏi nắng khỏi gió hả? Bốn góc nó có bốn cái chốt kim xuống dưới, gắn xuống dưới đây. Chốt đây là nó dính lại. Ok. Mình phủ lên ha.
thanh này mọi người, cái thanh nhỏ nè. Mình căng, mình gắn vô trong này. Cho cái dây dán. Ô nó không được bước cái gì. Nè cho đi. Bước cái gì? Thấy cái này chưa? Cái dây cái đầu đây. Cái đầu đây có cái mình nhét vô, cái lỗ mình nhét vô. Còn cái này mình dán lại. Sao cũng vậy? Đó đây. Nó đang sắp tới rồi. Ok, chờ nó đi xíu. Ok. Cái lửa mình sẽ căng lên ha. Đó mình cho coi cái cây cuối cùng, cây ngắn mình gắn ở đâu. Đó, mọi người xem ha. Yeah. Cây cuối mình gắn ở đây. Cái đầu này nó có cái lỗ, cái lỗ để bỏ cái đầu cây vô rồi. Ở trên này có miếng dán lại, ở phía sau cũng vậy ha mọi người. À. Ok. Chờ xíu để đi mở mấy cửa sổ ra cho mát. Mở cửa sổ ra nha. Nóng quá. Nóng quá. Jolie. Còn cái này á. Mình sẽ căng dưới đất. Mình ghim dưới đất. Thì gắn cửa sổ lại. Quán cửa sổ lại. Quán cửa sổ lại ha mọi người. Ok. Bên hông này mình giăng mấy cái dây này ra cho nó thoáng. Đây mình là ở nhà nó mình xếp lại. Cho bà vô ở nha. Okay, không. Cho bà vô ở. Tối ngủ đi luôn nha. Đi ngủ thì mời tao đi ngủ luôn nha. Ok. Nha. Tối mời tao đi ngủ luôn nha. Ê. Xếp nhanh mọi người, xong rồi. Quá đã. Alo. Alo. Alo chú Lý. Lều này nói 4 người nằm chứ cũng được 5 người nữa chứ. 5, 6 người giờ nằm được. Nằm dọc lại. Lô, lô. Điều cửa hơi khó thôi. Hello. Ok xong. Rất là dễ set up mọi người. Ok, thank you. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Chúc mọi người có một mùa hè vui vẻ. Thank you. Bye bye Jolie, bye bye nè. Bye bye ông bà cô chú. Bye bye. Giỏi mi gión cái. Hát bài. Thấy không? Ok, thank you. Bye bye.